Tôi muốn coi phim hôm qua. Mồ tổ cha, cái tivi này bắt hoài không được. Má má, để con, má muốn coi gì để con bắt cho. Thôi má chẳng muốn coi nữa, đưa tiền cho má đi ăn sáng đi. Ngại quá, tình hình con hết tiền rồi má. Cô đùa tôi à? À, mà con còn chỉ vàng. Chỉ vàng hả? Nhiều không? Dạ ba. Trên 10 củ rồi. Thôi đưa đây, má cầm tạm cũng được. Má chắc chứ? Ừ. Đưa nhanh đi. Chủ quán đâu? Đem các món ngon ra đây. Nay tôi trả bằng vàng nghe. 2 hours later. Chủ quán ơi, tính tiền. Dạ, của ba 500 canh nè. Chuyện nhỏ. Hả?